Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. Thì trong video lần trước mình làm về con iPhone 11 Pro thì bạn San San có comment phía bên dưới hỏi một câu là: anh ơi, em có 8 triệu đang tính mua một con iPhone SE 2020 để sử dụng lâu dài. Tại em chỉ cần một con máy nhỏ gọn, camera chụp hình đẹp và hiệu năng tốt để sử dụng lâu dài thì có ổn không? Ok, với câu hỏi của bạn San San thì trong video lần trước mình cũng có nhắc tới con SE 2020 này là nó không đáng mua. Với nhu cầu của bạn đưa ra thì mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn chi tiết hơn để bạn có thể yên tâm lựa chọn. Và bạn nào có ý định mua nó thì cũng có thể tham khảo luôn nhé. Nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm iPhone SE 2020 hay là các sản phẩm khác đến từ nhà Apple thì cũng có thể tham khảo tại Clickbuy nhé. Link thì mình để phía dưới phần mô tả của video. Đầu tiên, với thiết kế của con iPhone SE 2020 này thì mình thấy nó cũng chả khác biệt gì so với con iPhone 8 từ mặt trước cho tới mặt sau, và ngoại trừ là logo quả táo nó được đặt ở giữa thay vì đặt ở trên như con iPhone 8 thôi. Với kiểu thiết kế này thì mình thấy nó cũng quá là cũ rồi, có phần viền trên, viền dưới dày và màn hình cũng chỉ là tỷ lệ 16:9 mà thôi. Nhưng đối với những ai đã quen thuộc cái kiểu thiết kế này ngay từ đầu thì vẫn sẽ chấp nhận được nhá. Tất nhiên thì sẽ có người khen, người chê, cho nên là đây là ý kiến cá nhân của mình đưa ra mà thôi. Với nhu cầu tiếp theo của bạn San San là hiệu năng tốt thì đây sẽ là một điểm mạnh của con iPhone SE 2020 khi mà nó được trang bị một con chip đó là Apple A13, tức là hiệu năng nó sẽ ngang với một con iPhone 11, đúng kiểu là nhỏ mà có vỏ đó anh em. Với cấu hình này và kèm theo cái sự nâng cấp lâu dài của iOS nữa thì nó vẫn sẽ chạy mượt ít nhất là 3 năm nữa. Nói đâu xa, con iPhone 8 ra mắt từ cuối năm 2017 tới bây giờ thì nó vẫn còn sử dụng quá là mượt mà, cho nên là về khoản sử dụng mượt mà lâu dài thì bạn khỏi phải lo về con SE 2020 này. Thậm chí nó vẫn chiến tốt, chiến mượt với mức setting tối đa những tựa game phổ biến như là PUBG Mobile, Call of Duty. Nhưng mà với một con máy bé xíu như thế này mà để chơi game thì không nên đâu nhá. Màn hình thì quá nhỏ, chỉ là 4,7 inch mà thôi, và dung lượng pin nó cũng quá thấp, cho nên là dù mạnh nhưng mà trải nghiệm khác thì nó lại quá là tệ. Tiếp tới, với nhu cầu chụp hình của bạn thì con SE 2020 này nó vẫn sẽ đáp ứng tốt. Tuy rằng là nó cũng chỉ sử dụng một camera mà thôi, nhưng mà cái khả năng chụp nó cũng không chê vào đâu được. Với camera trên con SE 2020 này, nếu có chê thì mình cũng chê ở một điểm là nó quá ít tiêu cự mà thôi. Ít nhất thì thêm một camera góc rộng giống như con iPhone 11 thì sẽ tốt hơn nhiều. Còn về khả năng quay video thì nó vẫn sẽ quay được 4K 60fps. Nói chung là khả năng quay video trên iPhone trước giờ thì nó quá là tốt rồi, cho nên là mình sẽ không nói quá nhiều về vấn đề này đâu nhá. Thì đó là những thứ có trên con SE 2020 thì nó vẫn sẽ đáp ứng tốt cái nhu cầu của bạn San San. Nhưng mà mình sẽ khuyên bạn lựa chọn những sản phẩm tốt hơn. Nếu nhất định phải là iPhone thì bạn có thể lựa chọn iPhone XS cũng được. Thiết kế nó cũng đẹp, màn hình cũng tốt hơn, camera cũng tốt, và hiệu năng thì dùng tầm 3 năm nữa vẫn là ok nhá. Nhưng nếu không nhất thiết phải là iPhone thì theo mình thấy con Samsung Galaxy S20 phiên bản Mỹ sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Mặc dù mức giá nó sẽ cao hơn khoảng hơn 1 triệu nhưng mà những thứ nó mang lại nó sẽ lại tốt hơn rất là nhiều. Nếu bạn cần gọn gàng thì con Samsung Galaxy S20 nó vẫn sẽ gọn gàng và một cái thiết kế nó cũng đẹp và sexy hơn rất là nhiều so với con SE 2020. Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn nhưng cái màn hình trên con S20 nó lên tới là 6,2 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X và tần số quét cao lên tới là 120Hz. Thì với màn hình này nó sẽ đem lại cái trải nghiệm màu sắc độ mượt mà khi mà vuốt chạm nó sẽ sướng hơn 7749 lần con iPhone SE 2020, thậm chí là con iPhone XS. Về sử dụng lâu dài thì con S20 nó vẫn sẽ đáp ứng tốt. Với con chip Snapdragon 865 bây giờ thì nó vẫn quá là mạnh. Tất nhiên để đọ với con Apple A13 thì nó vẫn sẽ thua thiệt hơn đôi chút. Nhưng về sử dụng hàng ngày thì nó cũng sẽ không thua kém gì con SE 2020 đâu. Thậm chí là trải nghiệm nó còn mượt mà hơn khi mà kết hợp với màn hình là 120Hz. Cho nên dùng 3 năm nữa thì nó vẫn ok nhá. Và nếu như bạn có giải trí, chơi game, xem phim này nọ thì với một màn hình to và sắc nét thì nó cũng sẽ đáp ứng một cách ngon lành và không bị tù túng giống như màn hình trên con SE 2020. Tiếp tới về camera thì con S20 nó cũng sẽ có đầy đủ 3 tiêu cự với camera chính là 12MP, 64MP cho camera tele và cuối cùng là 12MP cho camera ultra wide. Thì với camera thường nó cũng sẽ chụp không hề kém cạnh so với con SE. Còn với camera tele hoặc là camera ultra wide thì nó sẽ đáp ứng trong nhiều điều kiện hơn. Khi cần chụp phong cảnh hay là chụp một góc quá hẹp mà cần thu lại nhiều chi tiết ấy, thì đã có camera ultra wide. Đứng ở xa mà muốn zoom vào vật gì đó thì cũng đã có camera tele, nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Các tính năng quay và chụp trong phần camera thì nó cũng rất là nhiều. Con iPhone SE 2020 hay là con iPhone XS nó cũng chỉ có auto mà thôi. Cuối cùng là pin trên con S20 thì nó vẫn sẽ trâu bò hơn rất là nhiều. Thời lượng sử dụng pin thực tế thì nó sẽ gấp rưỡi so với con iPhone SE 2020. Cho nên trong những trường hợp mà bạn đi ra ngoài không mang sạc thì con SE 2020 nó sẽ lại dễ bị đứt cánh giữa chừng, cho nên là nó rất là bất tiện. Thì đó là tư vấn của mình dành cho bạn nào có ý định mua một con máy nhỏ gọn thì nên bỏ qua con iPhone SE 2020 này đi nhá. Chúng ta có thể mua con iPhone XS hoặc là ráng lên con Samsung Galaxy S20 để có một cái trải nghiệm tốt hơn từ thiết kế, màn hình, camera cũng như là thời lượng pin nó trâu bò hơn. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên like, share và một subscribe cho kênh YouTube của Clickbuy nhé. Bye bye.